Các bạn muốn mua hàng Lê Quân uy tín giá rẻ chất lượng truy cập ngay nick đại bày.com. Ủa dạ nha, thì trước khi vào video thì anh em dành một tí thời gian qua cái kênh Bot Gaming của mình. Đây là một cái kênh về những cái trận đấu rank cũng như là leo hạng mà mình cập nhật sắp tới nha. Đây Bot Gaming đây là cái kênh thứ hai của mình. Anh em bấm đăng ký giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Đây, đây là cái kênh về những cái trận đấu của mình. Đây. Đây là hoàn toàn về đánh rank thôi nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Còn bây giờ thì bắt đầu clip nào. Yeah. Ok, hello. Xin chào và con anh em đã đến với channel của mình, thì mình là Boss Game TV nhóm con ấy. Ok, thì cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về top 5 cái vị tướng mà nó có cái khả năng là tuần là sát thủ mà nó có lên đam mà máu trâu nhất nha bà con ơi. Đó, cái yêu cầu ngày hôm nay của anh em có ưu tiên mình nhất nha. Anh em mà coi cô bác có yêu cầu ý tưởng gì mới nữa thì nhớ comment bình luận cho tôi mừng nha bà con. Ok, thì đứng ở vị trí top 5 ngày hôm nay của chúng ta sẽ là Kirit Nắc, một cái vị tướng bọ cánh cứng á, bọ cánh cứng tùm lum tùm la cho, để coi sức mạnh của cái anti của cái vị tướng này để như thế nào mà nó đứng được vị trí top 5 nha. Cùng mình điểm nha mọi con ơi. Ok, nè mọi con, cô bác đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha mọi con. Ok, cùng mình điểm nè. Mình sẽ bay lên nhổng cái đít cái bên xuống cái. Ok, một thái. Ok, cùng mình điểm nha. Hai nè. Trời ơi, vừa kết hợp tốc biến mà dù tay luôn, quá mạnh luôn. 3. Trời ơi, hai cục bên ba phát rồi. 4. Ui ơi. Sao đam yếu thế? 5. Trời ơi, bình thường chúng đấu ganh mạnh lắm ông nội. 6. 7, ui, nửa cái máu nè, 7 phát nửa cái máu nè. Đấy, 8, 9, 10, 11, 12, ngon, 13, tiếp luôn rồi chú ơi, 14, 15, ê, phát cuối nha nè em ơi. Đó, phát cuối nha con ơi, vì tưởng cái nát của chúng ta chú bỏ cánh cứng, đó, ulti quá trời mượt mà con gà luôn đúng không? Chỉ với 16 phát thôi thì đã có thể là đọt được tính mạng con mắt bên kia rồi. Vị trí top 5 là dành cho Kirit Nắc nha bà con ơi. Đó, một vị tướng sát thủ đầu tiên, mình không biết ai tiếp theo nữa đây. Ok, con dê tiếp theo nằm ở vị trí top 4 của chúng ta chính là anh Văn Cao bà con ơi. Thường Sơn Triệu Tử Long. Đó, một cái vị tướng có thời tâm quắc bà con ơi, Triệu Văn. Thì để coi sức mạnh của cái vị tướng này vì sao mà đứng ở top 4 với cái lượt đánh ulti nha. Thì đây cũng là một cái vị tướng anh em lên đam khá là bá nha. Đó, lên đam mà nó cũng châu châu chó gì đó, đi gần rất là mượt mà con gà luôn. Ok, để coi nó bấy mấy nhiêu cái ulti nha bà con ơi. Chỉ việc cầm cái thương bữa xuống đây. Mà cầm cương sẽ cầm cái thương sao bữa được ta, đáng lẽ cầm búa bữa mới đúng, này cầm cái thương bữa sao được rồi. Ok, để coi cùng mình đếm nhé con ơi. Sức mạnh con này bá lắm, cuối game mà nó có cái nội tại 20 một cái hay là nó gõ lũng đầu hết. Trời đi ganh mà gặp ông nội này là thôi tôi dậy giờ rồi con. Đó, một nháy nè, cùng mình đếm nha, một nháy rồi đó. 2, ngon luôn. 3, quá đẹp. 4, ôi ơi, sắp nữa cái máu. 5, ôi ơi, 6, rồi 6 phát nữa cái máu rồi đó, hơn lúc 7 nè. 8, 9, 10, 11, trời ơi trời, quá mượt mà luôn anh trai ơi. Đúng là Văn Ca của chúng ta là một cái vị bảnh tướng chấp cả ngàn đại quân có khác rồi con ơi. Quá mượt anh là trai ơi, mới đứng được vị trí top 4 nha. Đấy, Triệu Văn đứng vị trí này nha bà con ơi. Ai tiếp theo đây, trời ơi, 11 phát đó. Ok, con dê tiếp theo nằm ở vị trí top 3 chính giữa của chúng ta thì không ai khác chính là Aoi, một cái vị tướng chuyên nhân của loài rồng rồi con ơi. Đấy, sư phụ là rồng chúa, rồng tổ, rồng bà cố gì đó. Trời ơi, nó đưa vô hết rồi con ơi. Thì để coi cái vị tướng này sức mạnh như thế nào với canh tì nha. Thì đây cũng là một cái vị tướng lên đam có nó rất là châu luôn, đi gần là ở cái mùa này rất là được quái luôn. Mùa 20 mà đi gần ok lắm, ok con dê lắm rồi con. Rồi ơi, để coi cái chiêu cuối nó mượt mà con gà mấy phát nha. Cùng điểm nha. Rồi ơi, hai thằng quỷ hồi nãy là mười mấy rồi đúng không? Để coi em này nhiều sức mạnh nè, thể hiện đi. Vị tướng có khả năng đu dây cơ động nhất liên quân mà. Đó, một rồi nè, quá ok luôn. 2 3, rồi ơi sắp nửa cái máu mới ba nháy đó. 4, cùng mình đếm nhau con ơi. 5 6 7 8 9, rồi ok luôn, phát cuối nè,
phát cuối là cái phát thứ 10 nha, quá mượt mà con gà luôn chị gái ơi. Rồi, với sức mạnh đứng ở vị trí này, ở vị trí top 3 của ta là 10 phát nha mọi con ơi. Rồi trời, quá mượt mà luôn. Ok, dành cho các vị tướng OA đứng ở vị trí top 3 nha. Quá mượt luôn, ba vị tướng đầu tiên xuất hiện rồi, không biết ai tiếp theo đây trời. Rồi ơi, 10 phát là ngon lắm rồi đó. Trời ơi, tuyệt vời. Ồ yeah, tiếp theo là một vị trí top 4 Á quân của chúng ta thì không ai khác chính là Butterfly, một cái vị tướng cô nàng bướm cũng sức mạnh khá là được ưu ái ở cái mùa này bà con ơi. Nói cái mùa 20 này để biết vào đi gần lên đam không mình nó cũng trâu quá trời quá đất luôn. Anh em là nên nhớ em cái vị tướng Butterfly này mà nếu mà đi gần thì lên cây búa cho tôi nha. Đừng có lên cây kiếm chi hồn, lên cây búa đi. Lên cây búa nó bá lắm bà con ơi. Ok, để coi sức mạnh nó bao nhiêu cái lượng anti nha. Cột này coi nha bà con ơi. Bà con cô bé đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh nha bà con ơi. Nè, để quýnh lên mắt nè, như thế nào, má ăn mắt nhìn kìa, chuyển thành con lính luôn rồi, bà nội cha đó. Ok, anh em đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký cái kênh nha bà con. Ok, để coi cô nàng của chúng ta, cờ ghét của quốc dân của nhiều anh em. Để coi mấy lượt anti nhảy 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 vô cắm cái kiếm thẳng lưng đây. Cùng tôi đếm mới được bà con ơi. Một hit nè, đó, cứ việc cắm kiếm thẳng đây, đâm kiếm thẳng đang thẳng vô đây, thứ gì mà chịu nổi. Hai nè, ba nè, đó thấy chưa, trời ơi trời, đâm nhào lộn mà cái cơ chế của cái dạo gần đây là nó hơi khó nha bà con, thấy không, ngày xưa nó bay hit bay vô liền cái này mắc nhào lộn đó. Trên đường bay liệu bị chón cái là rồi, bị xích cái là rồi, thấy không, rồi rồi, tắt cuối nè. Trời ơi mấy phát bà con ơi, trời ơi trời, đang đếm mà cái này nhớ tưởng nhớ tôi lan ngày xưa ông nội. Trời ơi trời, xu thiệt chứ. Ok bà con đếm được thì nhớ comment bình luận bên dưới ở vị trí top 2 của chúng ta mấy nháy ulti nhiều con. Xu rồi đó, tôi thấy là tôi xu rồi đó. Quê quá quê, bây giờ tôi sẽ ngang ở vị trí top 1 luôn rồi anh em ơi. Vị trí top 1 của chúng ta đọt được cái vị trí ngày hôm nay chính là cái vị tướng mà cái vị tướng nó được đi đi mid bà con. Đó, để coi cái khả năng nó như thế nào nha. Rồi để coi vì sao đứng ở vị trí quán quân top 1 ngày hôm nay đây, lát nha chứ không phải con lính nha, đờ lát chứ không phải con lính nha, tại nó bị đờ đờ với tôi tải chưa xong đó con. Đó nè, để coi con lính ngày hôm nay nó được cái thành quả như thế nào, mấy cái lượt anh đi xí đây, top 1 mà phải lính lính mới được. Một ngày cái bản đồ biết ra ra biết bao nhiêu con lính mà nói toàn thể thế giới luôn mà. Ok cùng mà điểm nhau con ơi, quán quân ngày hôm nay một nè, hồi nãy quên cái con búp tơ lai mất tiêu rồi, cái này là phải chú trọng điểm mới được. Một rồi đó, hai, trời mới hai nháy mà nửa cái máu rồi, ba, trời ơi mở cây luôn, bốn, mượt mà con gà, năm, trời ơi năm mày năm mày, sáu chết luôn không, sáu, trời ơi sáu phần chưa chịu chết mà con ơi, phát thứ bảy nè, trời ơi cái vị tướng Delete của chúng ta chưa cần lên 10 luôn mà con ơi, một cái vị tướng hoàn hảo như thế này thì đứng ở quán quân chứ dành cho ai nữa đúng không, trời ơi năm cái vị tướng thác thủ mà anh em có thể biết vào đi gần mùa này cũng như cái khả năng lên đam mà toàn là châu bò nha anh em ơi, duy trì trong cái trận đấu mà phải nói là ok la luôn đó, trời ơi mượt mà con gà lắm. Quá trời quá đất, đúng chuẩn sức mạnh luôn em ơi bà con ơi, trời trời với sức mạnh như thế này là không thể bàn cãi được đúng không? Thì ơi, toàn là những cái vị tướng mạnh không nha. Ok, anh em có yêu cầu vị tướng mới gì nữa thì nhớ comment bình luận mình giữ cho mình làm nhau con ơi, những cái vị tướng toàn bá đạo ngày hôm nay thôi. Cực kỳ bếp luôn. Ok, cảm ơn anh đã xem video của mình. Anh em đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh giúp mình nha bà con. Ok, toàn những cái vị tướng mạnh thôi, biết vào leo ganh là mơ lên chiến tướng luôn à. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ với mình nha.